Hello anh em nhé, hôm nay mình quay chi tiết cục máy 110 cho anh em xem nhé. Đây, cục máy 110, ốc đầu bò vẫn còn vàng anh em nhé. Ốc đầu bò vẫn còn đánh vàng này. Máy bao zin, bao êm bít anh em nhé. Đầu zin, nồi zin. Giá máy còn đẹp anh em nhé. Chi tiết cho anh em xem. Đầu bò ET2 anh em nhé. Cố hút cũng chưa mở luôn, bao zin luôn anh em nhé. Đây, xem lốc côn này. Bên này bên lốc côn anh em nhé. Lên nét này. Đây, cái ốc này mà cũng bao zin chưa mở luôn anh em nhé. Lốc sơn zin này, cái này lốc sơn zin nhé. Lốc cabin còn đẹp này. Ốc côn anh em nhé. Ốc côn còn đẹp anh em nhé. Ốc rô đạp này. Ốc rô đạp cũng đẹp luôn. Bao zin bao chưa mở anh em nhé. Côn số mượt nhẹ bốc. Máy êm bốc. Xong rồi em test từng máy cho anh em xem nhé. Con này là bên này là bên lốc điện. Lốc điện này là bao cho anh em bu lăng vàng còn đắt. Cáp là đấy, anh em nào mà quan tâm thì thích chụp ảnh chi tiết hay là quay như nào thì báo mình nhé. Xe đi mà cần thắng này, cần thắng cần số đây. Cái cần số này là mình vệ sinh rồi mình giả cái lồng. Nói chung cần số đẹp lắm. Xe đi máy rất mà. Để tiết tiếng máy cho anh em nghe nhé. Anh em nào thích thì mình để cho cục máy này và cả bốn món, anh em lấy khung được mà lấy bốn mảnh cũng được. Máy nổ rất là im, cái tiếng này là tiếng hút của lọc gió nhé. Cái này nó mất cái xá xị rồi này, cái ống này, này cái này mà có ống xá xị cắm vào xong rồi nắm lên lọc gió là máy im đét luôn. Tiếng này là tiếng hút của lọc gió anh em nhé. Anh em nghe tiếng bồ biết. Tiếng chả côn em quay đằng bồ này là trước nghe tiếng luôn chả côn. Đó, tiếng chả côn anh em nhé. Đây, quay cận cảnh vào đằng đầu bồ anh em nghe. Máy im đi luôn này, rất là êm. Máy này là ra máy đẹp anh em nhé, máy êm, côn số mượt, chạy nhẹ xe lắm. Anh em nào mua cùng máy mình bán cùng máy nhé. Còn đồ trên xe thì mình phải bán cùng máy đầu tiên, xong mới bán đồ. Như tránh thì hợp ở tình trạng là mình không chuyên, nói thẳng luôn mình không chuyên, mình bán đồ trước mà cùng máy chưa bán được thì thành ra là nó rất là dở. Nên cùng máy mình bán trước. Anh em chốt xong cục máy bắt đầu mình quay ra mình bắt đầu.